Trời ơi, mọi người đâu hết rồi? Sóng và biển, chị thấy em nha, sóng và biển. Bùi Duyên nè, chị có thấy nha. Trời ơi, mạng nó bị văng ra ngoài à. Em đã ghi rất là nhiều người, được một lượng người rồi mọi người ơi. Bây giờ mình ghi thêm vài người nữa là mình sẽ chốt cho mọi người. Hồng My, hello em. Hồ Thanh Tuyền, hello em nè. Hồ Thanh Tuyền vô báo là chị ơi sao chị chặn Facebook em. Thảo Ninh nè, chị không có thời gian trả lời tin nhắn mà, có đâu chặn Facebook ai. Trinh Ly, Ly Trinh nè, bé Lì nè, Hồng My nè, Tố Nhi nè. Rồi trong thời gian đợi một số người nữa, bạn nào chia sẻ cho chị nhiều lượt chia sẻ ở hội chợ nhóm, hoặc là đồng hương những người hội đồng hương nè, thì mình chụp lại và gửi vô inbox cho chị sẽ tặng cho một túi Gucci miễn phí luôn nha, tặng cho một ví Gucci miễn phí luôn nha. Trong thời gian những ai mà đã có tên rồi á, mình cứ chia sẻ bài cho chị và chụp lại gửi inbox thì mình sẽ được tặng túi nha. Chỉ một người duy nhất thôi nha mọi người ơi, một người duy nhất thôi, nên là mình tranh thủ đi, những ai mà đã có tên rồi thì mình tranh thủ nha. Rồi Trang Trương nha, chị bây giờ chị mới thấy Trang Trương nè. Rồi chào em Dolly Nguyễn nè. Trong thời gian đó mọi người ơi, mình chia sẻ bài đi, chụp hình gửi cho em, ai nhiều nhất thì em sẽ tặng một túi Gucci miễn phí nè. Vậy là bên phần tin nhắn bị gì rồi? Đúng rồi em Hồ Thanh Tuyền, bên phần tin nhắn đã bị gì? Chị không có chặn Facebook ai hết nha. Trời ơi, ăn cho tôi quá đi. Rồi Thương Thương nè, chị thấy Thương Thương nè. Trúc Hà nè. Rồi đúng rồi Trúc Hà ơi, hôm bữa Facebook của chị là bị gì đó. Ốc Hương nè, chị có thấy Ốc Hương nè, Linh Vương nè, Bùi Ngọc Hà nè, Bùi Ngọc Hà chị chưa ghi nè. Cảm ơn chị Thúy Kiều nha. À, Thùy Trang nè, Thùy Trang chị có ghi rồi nha. Hồng Nhi nè, Ốc Hương nè, chị có ghi rồi nha. Trong thời gian đó, Ốc Hương ơi, em đi chia sẻ bài đi. Và những ai mà chia sẻ thì nên chụp hình lại gửi inbox cho em nha. Mình sẽ được tặng một ví Gucci miễn phí nha. Rồi Dolly Nguyễn nè, chị có thấy Dolly Nguyễn nha. Su nè, đúng rồi Facebook của chị bị gì đó Su ơi. Ủa sao lại đăng bài không được ta? Hình thật nè, em có thấy chị hình thật nha. Ủa, bé Su nó kêu là cái Facebook của em bị gì á, không có đăng bài được. Có nghĩa là không. Liễu Anna Nguyễn nè, chị thấy Liễu Anna Nguyễn nè. Rồi Liễu Anna Nguyễn mình thấy rồi nha. Phạm Ngọc Khánh Nguyên chị có thấy nha, Thi Nhỏ nha. Ủa sao bài của chị lại không chia sẻ được? Rất là nhiều người nói là không chia sẻ được. Thảo Ninh có rồi nha em, chị có ghi Thảo Ninh rồi nha. À Trang Trương, em chia sẻ cho chị. Ví dụ như em chia sẻ ở hội đồng hương nè, mình chia sẻ ở chuyên sĩ nè, hoặc là Biggie Bình Dương nè, tất cả đều được nghe. Mình cứ chia sẻ bài ở trong đó thì mình sẽ được tính nha em. Sao kỳ vậy ta, Facebook của chị bị gì ta? Nguyễn Thanh Thảo chị có thấy rồi em.
Rồi bây giờ mình bắt đầu chốt đi mọi người ơi, mình chốt đi tại vì mất nhiều thời gian quá, bây giờ em sẽ chốt nha. Chia sẻ vô em chia sẻ vô họ hội hoặc là nhóm gì đó là nó sẽ hiện lên Facebook nha em. Vẫn hiện lên Facebook nha. Mình chia sẻ là mình vẫn hiện lên Facebook nên là em không được xóa bài khi mà em nhận giải thưởng rồi thì em mới được, nếu mà em muốn xóa bài lúc đó vẫn được, nhưng mà khi mà chưa nhận thưởng thì em không nên xóa nha. Rồi thôi bây giờ chị chốt nè. Chị chốt nha mọi người. Rồi bây giờ bao nhiêu người này đi? Mình chốt trong khoảng bao nhiêu người này nha. Một hồi nữa ai mà vô sau thì comment lại mà mình sẽ ghi thêm bổ sung danh sách nha. Comment nó bị ẩn hay sao, rất là ít người nha em. Ủa iPhone mình mới chia sẻ được, còn những cái điện thoại khác mình không chia sẻ được. Nó cũng được mà em. Nó là Facebook thôi mà. Facebook thôi mà, Phạm Nguyễn Khánh Nguyên. À, em kêu là chỉ có iPhone mới chia sẻ được hả? Cái này là mình chia sẻ bằng Facebook chứ đâu phải chia sẻ bằng điện thoại đâu em. Ủa, lùng lý lắm. À, mọi người chia sẻ lại không xuất hiện lên Face. Chỉ hiện trên nhóm thôi hả, lùng lý lắc. Rồi nhóm vẫn được em ơi, không cần hội chợ hay là gì hết mà chia sẻ ở nhóm vẫn được luôn. Vẫn được tính nha. Bây giờ mình sẽ bốc thăm nha mọi người. Rồi anh cắt xong chưa? Cắt xong chưa rồi em cho bốc thăm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bốc thăm luôn nha. Chốt ở đây đi mọi người ơi, em chốt ở đây nha. Không được chị ơi. Rồi trong nhóm cũng được, em lùng lấy lắc ơi, em chia sẻ trong nhóm cũng được. Đúng rồi, bạn Su Su nói đúng rồi, nhấn nút chia sẻ. À Đặng Tú Truyền nè, chị có thấy nha Đặng Tú Truyền. Thôi bây giờ mình sẽ bốc thăm trúng thưởng nha. Rồi bây giờ chị đang đợi hoàn thành để mình bốc thăm trúng thưởng nè. Rồi xong chưa anh? Đưa cho em đi. Trời ơi rất là ít người. Hình như là comment nó bị ẩn nên là rất là ít người nha. Xong chưa anh? Xé ra đi trời ơi. Cái này nó dính còn mất thời gian nữa. Rồi eo ly đỏ chị có ghi rồi nha, eo ly đỏ. Nguyễn Hải Anh có luôn rồi nha. Nguyễn Hải Anh ơi có luôn nha. Su su giọng nói chị. Rồi vậy là Facebook bị gì rồi? Facebook bị gì rồi mọi người ơi? Rồi bây giờ chị sẽ bốc thăm luôn nè. Mình bắt đầu bốc thăm luôn nha. Rồi bắt đầu với ví cu xì nha mọi người, ví cu xì nha. Rồi đây ạ, đây ạ. Chơi rất là công bằng nha, mình chơi công bằng nha mọi người. Rồi em sẽ bóc ra một người nha.
chán ông ghê luôn. Trang Billy, chị có thấy em nha? Rồi, ai là người trúng đây ạ? À?